Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Hôm nay thì ở đây tôi có một cái module điều khiển thiết bị qua điện thoại MET024. Thì cái thiết bị này nó sẽ giúp cho các bạn điều khiển các thiết bị từ xa qua điện thoại bằng Ethernet, giúp các bạn điều khiển thiết bị từ xa trong trường hợp các bạn không ở nhà mà không thể bật tắt các thiết bị từ xa. Ví dụ như các bạn đi làm về muộn, các bạn có thể bật cái điều hòa trước. Các bạn ở nhà mùa đông có thể có nước tắm ngay, rất là tiện lợi. Các bạn có thể áp dụng vào các cái hệ thống tưới tiêu sục khí cho nuôi thủy sản, hoặc là điều khiển các thiết bị giám sát từ xa trên cao những vùng nguy hiểm, rất là tốt. Thì mình sẽ nói qua thông số của con này. Thì con này có kích thước 115, 90 và 41. Điện áp hoạt động khoảng tầm 120 đến 250V, 50-60Hz. Thì bình thường ở nhà hoặc là các cái công trường, cái nơi các bạn có thể sử dụng là sử dụng điện lưới dân dụng bình thường là 220. Thời gian hoạt động thì con này có thể đóng cắt được khoảng tầm 500.000 lần, rất là bền. Này, với các cái cổng, các cái cổng báo ra bán dẫn, nó có độ bền rất là cao. Công suất mỗi cổng khoảng tầm 500W. Thì con này có băng tần từ 900 đến 1.800, công suất tối đa là 2.000W với chất liệu vỏ chống cháy và sử dụng macro sim. Đây, đây là cái sim. Cái sim sử dụng macro sim. Đấy. Thì con này có thể điều khiển thiết bị bằng cách là nhắn tin và gọi điện. Có mật khẩu bảo vệ. Các bạn có thể thiết lập cái mật khẩu được. Rất an toàn. Module này cho tối đa là 5 thuê bao có thể truy cập và điều khiển. Các bạn có thể hẹn giờ tắt thiết bị trong phạm vi là 720 phút. Còn là module này có thể đo nhiệt độ. Đây là cổng đo nhiệt độ. Đấy, thì các bạn có thể kiểm soát nhiệt độ từ xa. Con này có một cái ưu điểm là cú pháp của nó rất là ngắn gọn. Các bạn có thể nhắn tin rất là nhanh và tin nhắn phản hồi về cũng rất là nhanh, và nó có thể làm việc được trong những cái môi trường rất là khắc nghiệt, vừa bụi bẩn và nhiệt độ cao, hoạt động rất tốt. Sau đây mình sẽ review test cái cổng bò ra và test cái hoạt động của thiết bị này. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành test điều khiển thiết bị trên cái module này. Đây, các bạn có thể thấy các cái cổng vào ra. Đây là cổng vào 2 dây nguồn 220 với điều khiển 4 thiết bị ra. Thì ở đây mình chỉ dùng 3 thiết bị thôi. Mình sẽ điều khiển 3 cái bóng đèn. Đây các nút nhấn điều khiển. Các bạn có thể điều khiển nút nhấn trên đây cũng được, hay trên module được. Nhưng mà lúc các bạn thiết kế thì các bạn có thể đấu dây ra sử dụng các cái nút nhấn ở ngoài, không bấm trực tiếp trên module này. Đây thì các bạn có thể bấm đấu vào sử dụng nút nhấn ngoài. Đây là cổng đo cắm dây đo nhiệt độ. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp. Mình sẽ dùng thiết bị là 3 bóng đèn như này. Thì các bạn nhớ là ở cái module này đấu ấy, thì nó sẽ có một chân chung, và các bạn sẽ đấu một dây của bóng đèn. Những cái bóng đèn này đấu sẵn này rồi, sẽ đấu chung với nhau, sẽ cắm vào đấu vào cùng L.
Mình sẽ dùng 3 cộng 1 2 3. Đây, nút nhấn. Mình đã nó xong cái mạch tem nút nhấn như này. Mình dùng 4 nút nhấn luôn. Thì nút nhấn cũng tương tự như bóng đèn. Cũng có một dây GND chung. Mình đã đấu sẵn dây GND chung. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn 220V vào đây. Hai lần nữa sẽ là thiết bị 1, 2, thiết bị 3. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Các bạn chú ý là khi cấp nguồn ấy, thì ở bên cạnh phía bên trái này sẽ có một đèn. Đèn đấy là đèn nguồn, nó sẽ sáng trong khoảng tầm từ 1 đến 2 phút. Sau đó khi mà thiết bị đã ổn định thì cái đèn này nó sẽ nhấp nháy cho người 1 giây là báo là thiết bị đã sẵn sàng hoạt động. Nè các bạn thấy nó đang nháy. Bây giờ mình sẽ thử trước với các cái nút nhấn ở trên thiết bị. Bây giờ mình sẽ thử nút nhấn 1. Các bạn thấy không? Ở trên module cũng có báo hiệu, cũng có đèn để báo hiệu. Mình sẽ tắt thiết bị 2. Rất sáng. Thiết bị 3. Thiết bị 4. Các bạn thấy có đèn. Giờ mình sẽ thử với nút nhấn ngoài. Rất ok. Bây giờ mình sẽ điều khiển với điện thoại. Và mình sẽ tiến hành điều khiển thiết bị qua điện thoại. Đây, mình sẽ đầu tiên các bạn, để các bạn truy cập vào thiết bị thì các bạn sẽ phải nhắn tin với cú pháp admin.1234 để xác nhận số điện thoại của các bạn, để cái thiết bị có thể lưu được cái số thuê bao của các bạn vào. Thì cái số là số các bạn là số SIM, micro SIM của các bạn lắp vào module. Mật khẩu 1234 là mặc định. Khi các bạn mua thiết bị này, mật khẩu sẽ mặc định là 1234. Để đợi tin nhắn trả về. Mình sẽ tháo cái vỏ này ra.
Đấy, thì các bạn thấy trong đây cái vị trí này, đây là đèn báo và mô sim. Các bạn thấy nó nháy chu kỳ chậm 1 giây thì là nghĩa là sim đang hoạt động. Thế mà các bạn thấy nó nháy nhanh nghĩa là sim chưa hoạt động. Ở đây thì sim đang hoạt động rồi, chưa hiểu sao nó vẫn chưa gửi tin nhắn về. Mình sẽ thử bật thiết bị 1. Thì cái thuê bao của mình đã được truy cập vào thiết bị rồi nên là mình nhắn tin nó không trả về cái thông báo cho các bạn. Còn đấy, đây là bật thiết bị. Bây giờ mình sẽ tắt. Cú pháp là T1 các bạn. Đèn chói quá. Các bạn đấy, rất nhanh. Đấy, có thông báo luôn, thiết bị 1 đã tắt. Các bạn có thể đổi mật khẩu bằng cách là dùng cú pháp pass chấm mật khẩu. Mình sẽ đổi thành 810. Đó, chữ mô đun sẽ thực hiện đổi mật khẩu, các bạn thấy mật khẩu admin mới, các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ cảm ơn có chức, nó còn có chức năng là bật thiết bị trong khoảng thời gian bao lâu. Nếu các bạn muốn bật điều hòa trước khi các bạn về nhà, bật máy lạnh hoặc là bật điều hòa bình nóng lạnh cũng được, các bạn có thể bật trong khoảng, bật trước khoảng 3 phút chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ thử B chấm bật này, thiết bị 1 chẳng hạn. Mình sẽ bật thiết bị 2 đi. Thiết bị 2 trong thời gian bao nhiêu lâu, này là số phút nữa các bạn. Mình sẽ để trong, mình sẽ cho nó bật trong tầm 1 phút. Các bạn để ý 1 phút nhé. Bây giờ chính là 46. Mình che bớt thì cho đỡ chói. Bạn thấy thông báo thiết bị 2 đã bật và tắt sau 1 phút. Các bạn thấy hoàn tất rồi. Bây giờ sẽ có một cái câu lệnh, đó là kiểm tra các cái thiết bị các bạn ở nhà đang bật hay tắt. Ở đây mình sẽ bật một cái thiết bị 3 lên. Mình sẽ dùng câu lệnh KT. KT, đây là câu lệnh để kiểm tra các thiết bị trong nhà các bạn đang bật hay đang tắt. Câu lệnh này cũng sẽ trả về cho các bạn cái thông số nhiệt độ. Đây là cái nhiệt độ hiện tại quanh cái module ấy, môi trường nhiệt độ môi trường xung quanh. Đấy, các bạn thấy hiện tại thì cái module sim nó lại chưa nhận được, các bạn thấy cái đèn nó đánh rất nhanh nên là nó chưa thể nhận module, nó chưa nhận sim, chưa phản hồi được mình. Mình cũng chưa thể điều khiển được. Mình sẽ phải đợi cho cái module sim này nó nhận thiết bị. Đấy, như bạn thấy nó nhanh chậm này rồi. Mình sẽ nhắn lại.
báo. Thiết bị 1 đã tắt, thiết bị 2 đã tắt, thiết bị 3 đã bật, thiết bị 4 đã tắt. Và nhiệt độ hiện tại đây đang là 28,6 độ C. Rất chính xác, rất là chuẩn này. Tắt thiết bị để chói. Có một câu lệnh nó sẽ là kiểm tra tài khoản của thiết bị. Ta sẽ có lệnh KTTK. Không phải nhắn vào đây được, mình sẽ phải nhắn vào đây. Thì sim của mình không phải xin trả trước, không phải xem được. Thì sẽ còn hai câu lệnh nữa, đó là một câu lệnh reboot và câu lệnh reset. Thì câu lệnh reboot là khởi động lại thiết bị, và câu lệnh reset là khôi phục cài đặt gốc. Thì mình sẽ để xong đây, mình sẽ còn một cái nữa là mình sẽ gọi điện, sẽ gọi đến module, gọi điện lên đấy. Thì nó sẽ thay đổi trạng thái của thiết bị 1. Thiết bị 1 là thiết bị ưu tiên, nên là khi mình gọi đến thì nó đang tắt thì nó sẽ bật, khi nó đang bật thì nó sẽ tắt. Đấy, nó sẽ ngắt. Thì là mình thông báo tắt máy thì nó sẽ được. Bây giờ mình gọi lại, sẽ thông báo thiết bị 1 đang bật. Đây là thiết bị ưu tiên nha các bạn, chỉ có tác dụng với thiết bị 1. Mình gọi đến, nó đang bật giờ nó sẽ tắt. Đấy. Các bạn, đấy, thiết bị 1 đã tắt. Bây giờ mình sẽ thử câu lệnh reboot, khởi động lại thiết bị. Nên thiết bị nó đang khởi động lại. Đấy, còn đây cái đèn nguồn của các bạn vừa thấy nó nháy lại. Bây giờ thiết bị đang ổn định lại. Các bạn nhé, bây giờ mình ấn không có tác dụng gì hết, thiết bị nó đang khởi động lại. Đến khi nào thiết bị ổn định thì mình muốn đến cái nút nhấn hoặc là những cái câu lệnh của mình nó mới có tác dụng. Cái khởi động lại thì nó cũng sẽ mất 1-2 phút để nó ổn định. Cái mô xin vào đấy, đấy, đèn báo nháy. Đấy, đèn báo bên tay trái, đèn nguồn các bạn ra nháy. Như vậy thiết bị đang ổn định. Đấy, thông báo thiết bị đã khởi động xong. Xin mời cái thiết bị để các bạn thấy là mình đã reboot thành công. Bây giờ mình sẽ thử gọi lại reset. Mình sẽ khôi phục cài đặt gốc.
là thiết bị đã vừa chất thành công. Đấy, nó đang khởi động lại thiết bị. Khi nó reset xong thì nó sẽ khởi động lại. Như các bạn thấy đây, nó một bây giờ mình sẽ thử điều khiển thiết bị lại khi đã nó reset. Mình đã nhắn rồi và chưa có tín hiệu phản hồi. Bây giờ mình sẽ phải truy cập lại. Đấy, các bạn thấy. Sau khi reset các bạn sẽ phải truy cập lại với tài khoản admin mặc định. Mình phải truy cập lại. Các bạn thấy. Khi truy cập xong mình có thể điều khiển thiết bị. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hãy subscribe và like kênh YouTube của Ngắm Review để xem thêm nhiều sản phẩm mới và lạ và những cái sản phẩm tiếp theo về sau bọn mình nhé.